Mình xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay ở đây mình có một bịch sườn non mình ngâm nó đã nở ra rồi. Mình sẽ làm khô gà lá trúc nha các bạn, khô gà lá trúc nha. Bây giờ mình đi ngâm, mình ngâm nó mềm rồi, bây giờ mình đi xả lại cho sạch nha. Xả lại cho sạch rồi mình xé nhuyễn ra. Giờ mình đi xả. Bây giờ mình xả sạch rồi mình vắt khô rồi, giờ mình chỉ cần xé thôi. Mình xé nhỏ nhỏ vậy thôi. Xé nhỏ nhỏ vậy nè. Càng nhỏ càng tốt. Và xé cho hết luôn nha. Bây giờ sườn non mình đã xé ra rồi nha. Cái này là tổng cộng là nửa ký nha. Nửa ký sườn, tại vì mình có làm thêm mấy miếng nữa đó. Là này nửa ký sườn, thành phẩm vậy là nửa ký. Bây giờ mình sẽ đi trộn nước để sốt nha. Bây giờ mình lấy cái tô, mình cho đây là nửa muỗng ngũ vị hương. Một muỗng cà phê tỏi. Bột tỏi và một muỗng là tô bột hành. Nửa muỗng bột nghệ. Ba muỗng cà phê đường nha. Mình cho vào đây một muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình cho nó sốt vào nha. Nếu các bạn không có bột hành thì mình làm tỏi hành tươi cũng được nha. Mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình để đây 5-10 phút gì đó cho nó thấm nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy lá trúc rồi mình làm lá trúc, chứ mình không có làm lá chanh. Lá trúc mình làm nó thơm, nó ngon lắm. Rồi mình để đây cho nó thấm. Đây, lá trúc này mình bỏ vô tủ đông nè các bạn. Tại vì lá trúc này ngay chỗ mình nở hiếm lắm. Nên mình xin được rồi mình xài vậy là mình bỏ tủ đông khi nào cần. Khi nào cần cái mình lấy ra mình xài. Đó, mình xài không hết mình cho vào ngăn mát, cho vào ngăn đá nha. Lá trúc nó sẽ khác lá chanh nha các bạn. Lá chanh thì nó xong không, nó chỉ có một lá chứ không phải hai lá như vậy. Còn lá trúc thì nó phải hai lá như vậy nè. Đây rồi lá trúc. Bây giờ mình sẽ lấy mình cắt ra nha. Mình cắt ra một mớ, còn mớ mình để nguyên lá. Ngon lắm, khi mà mình hôm đó mình có làm lần nó giòn và nó ngon lắm. Mình làm món gì có lá chanh thì mình sợ đắng, chứ món lá trúc này không sợ đắng. Rồi mình cắt một mớ, còn mớ mình để nguyên lá. Bây giờ mình để được 10 phút rồi nó đã thấm rồi nha. Bây giờ dầu cũng đã nóng rồi đó. Nó sôi tim lên nè. Cho xả vào. Mình nấu thì cho nó tiết ra cái nước thơm.
Giờ mình cho sườn và mình chiên nha. Bây giờ mình sẽ lay vớt ra nha. Bây giờ mình vớt ra hết rồi, các bạn thấy nó không có hút dầu nha, không có hút dầu dưa. Mình xé nhỏ nhỏ ra là chiên vậy nè, nó sẽ không hút dầu. Còn nếu mà cô chú anh chị em nào mà có cái nồi chiên không dầu á, thì mình lấy cái đó mình cho vào, mình rang vậy nha, mình chiên không dầu. Còn cái này là mình không có nồi đó nên mình chiên như vậy, nhưng mà nó cũng không có hút dầu nhiêu nha. Bây giờ mình cho ớt và mình trộn lên nè. Mình trộn lên vậy mới ngon. Khi ăn các bạn cắn miếng ớt này cay cay ngon lắm. Để giờ mình ăn thử một miếng nha các. Mình lấy cái lá trúc nè. Ngon quá cô chú ơi. Cái này cô chú anh chị em nào mà còn có uống bia đó, mình làm rai rai cũng ngon nha. Bây giờ nguội rồi mình sẽ cho vào cái keo. Bây giờ mình cho một hũ này đầy, mình cho thêm ra ngoài cái hũ nhỏ nữa đây các bạn. Các bạn thấy nó giòn ghê chưa? Thôi giờ món khô gà lá chúc của mình đã xong rồi. Mình chúc cô chú anh chị em mà làm món này ăn ngon miệng nha. Mình làm mình ăn cơm cũng được. Mình các bạn cô chú có xương xương uống bia cũng tốt nha, cũng được nha. Tại nó mình làm vừa ăn lắm. Thôi giờ mình xin chào nha. Chúc cô chú luôn bình an rồi giàu sức khỏe.